Đây là các bạn tiểu cảnh lưu. Thì hôm trước mình làm hai cái thì hôm nay nó được như vậy nè các bạn. Đó thì cái nhánh sâm hương này nó phát triển cũng rất là chậm đấy các bạn, tại vì cái điều kiện mình trồng trong tiểu cảnh thì ít đất. Đó. Thì hôm nay mình muốn muốn nói cái vấn đề rêu. Đây, rêu này các bạn. Thì rêu này thì nó không biết là rêu gì nữa, thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà rất là đẹp các bạn. Nè các bạn có thấy. Thì nó có rễ nha các bạn. Nó có rễ, nó giống như là, cái này thì nó giống như cỏ nhưng mà nó là dạng rêu. Thì cái rêu này thì lúc trước mình đi Sài Gòn thì gặp một cái ông chú bán cây kiểng, thì mình có ghé vô mua mấy cây, sau đó thấy cái rêu này đẹp quá thì xin được một ít về về nhà trồng, mình gây giống ra bây giờ cũng được rất là nhiều rồi các bạn. Nói chung là rêu này nó cũng rất là dễ trồng các bạn, dễ trồng lắm. Cái rêu này thì nó hợp với cái đất đất thịt nè, đất phù sa, và các bạn tưới nước nhiều thì nó cũng không có bị úng. Nói chung là rêu này rất là dễ trồng, rất là đẹp. Các bạn thấy hôm trước mình để lên một khúm nhỏ thôi, hôm nay nó nhân giống, nó bò, nó lan ra nhìn cũng rất là tự nhiên các bạn. À đây, để mình ghim xuống cái này xuống, đưa cái kia kia ra cho các bạn xem. Đây một cái nữa này, đây cũng là một cái tiểu cảnh lưu. À, cái này là cây mai chiếu thủy các bạn. Đây, thì hôm nay ghim nó lên cũng rất là đẹp các bạn. Đó, nhìn đã nè. Thì cái cây mai chiếu thủy này hôm nay nó cũng bị dễ thương này. Nói chung là phát triển chậm, tại vì chúng ta trồng cái tiểu cảnh trong một cái điều kiện ít đất, thì nó phát triển chậm nhưng mà nói chung là nó sống phát triển nhưng mà cũng sống nhưng mà chậm thôi. Thì mình chia sẻ cho các bạn về cái rêu này thì các bạn có thể nhân giống, rất là dễ nhân giống các bạn, nó rất là hợp với đất phù sa, đất thịt đó. Thì các bạn cứ ngắt về, nhổ về các bạn cứ đắp lên thôi, đắp lên là tưới nước giữ ẩm để cho mát, khoảng chừng tuần tuần đầu là nó sẽ sống và nó sẽ bò ra thôi. Nói chung là rêu này nó dễ trồng hơn cái rêu Minifit của mình rồi đó, rêu mà mình thường hay sử dụng cho bonsai á, rêu này rất là dễ trồng các bạn. Và một cái vấn đề nữa là các bạn cứ có nhiều bạn cứ hỏi là tại sao có tiểu cảnh là mới khi làm thì nó đẹp nhưng mà thời gian thì nó sẽ không còn đẹp như lúc trước nữa, nó xấu đi và nó cây nó chết. Thì cái điều quan trọng nhất các bạn làm tiểu cảnh á, thì là cái về kết cấu nha, chúng ta làm cái kết cấu cho nó phải cho thật vững chắc như đá, và những cái phụ kiện mà các bạn gắn vô á, thì chúng ta làm cho nó cứng, nó phải cố định lại. À, chú thấy, các bạn thấy không, mình đá mình dán rất là cứng và cái kết cấu làm rất là cứng. Cái thứ hai nữa, các bạn trồng cây thì các bạn cũng muốn tính tính cái đường để cho thời gian cây nó phát triển, thì nó phải có chỗ để cho rễ nó bò ra. Chúng ta cũng không không nên làm mà nhỏ quá, hẹp quá thì cây nó cũng dễ bị chết. Thì quan trọng là chúng ta làm cái tiểu cảnh thì nó quan trọng lắm, nên nó chúng ta chơi càng lâu thì nó càng đẹp, cây nó đẹp và rêu và đá nó bám rêu và tất cả những thứ này nó hình thành lên một hệ sinh thái, thì cái tiểu cảnh chúng ta nó mới đẹp được các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta làm thì chúng ta cố gắng cái kết cấu cho nó cứng, cho nó bền, nó phải bền thì nó mới đẹp được. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn chút xíu về cái rêu này không biết kêu gì nữa. Các bạn nào biết thì cho mình xin cái tên rêu này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau.